Thưa quý vị, ngay trước thềm năm mới Canh Tý 2020, Quân chủng Hải quân đã tổ chức thay thu quân lần 2 trong năm ở quần đảo Trường Sa, cùng với đó là tiếp tế nhu yếu phẩm cho các chiến sĩ, quân và dân trên quần đảo này. Tuy cách trở hàng trăm hải lý cộng với điều kiện thời tiết cuối năm sóng to, gió lớn, nhưng để đảm bảo có một cái Tết ấm cúng đủ đầy với các chiến sĩ nơi đảo xa, các lực lượng hải quân và nhân dân cả nước đã gửi những phần quà hết sức ý nghĩa tới các chiến sĩ, từ thực phẩm tới hoa quả, cây cảnh Tết, tất cả vì Trường Sa thân yêu, giúp các chiến sĩ được cảm nhận một cái Tết ấm cúng không khác gì đất liền. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Vượt qua hơn 2 ngày lênh đênh trên biển, những nhu yếu phẩm đã tới được với đảo Đá Tây A. Lá dong gói bánh chưng, những chú lợn đang được tiếp lên đảo. Toàn bộ số thực phẩm này sẽ được các chiến sĩ trên đảo sử dụng trong dịp Tết năm nay. Dù là các đảo chìm, điều kiện tiếp cận đảo rất khó khăn, nhưng Quân chủng Hải quân đã sử dụng nhiều phương tiện cơ động để tiếp tế thực phẩm cho các chiến sĩ. Để nâng cao cái đời sống bộ đội vui xuân đón Tết, thì chúng tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch, tiến hành khai thác và tạo nguồn, tập trung chú trọng vào cái thực phẩm tươi sống để thông qua các chuyến tàu đưa ra đảo để cho bộ đội vui xuân đón Tết. Để có thể đưa các loại lương thực, thực phẩm tới các đảo, đặc biệt là các đảo chìm, thì cano là phương tiện hữu hiệu. Thưa quý vị, có thể nói rằng công việc vận chuyển nhu yếu phẩm ra với các chiến sĩ đảo Trường Sa không hề đơn giản. Quý vị có thể thấy rằng là chúng tôi phải trung chuyển qua những chiếc cano nhỏ như thế này thì mới có thể tiếp cận được với các chiến sĩ cũng như là với các đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa. Và những chiếc xuồng, những chiếc cano nhỏ như thế này đi trên sóng khá là nguy hiểm, nhưng các chiến sĩ với sự chuẩn bị rất là tốt của mình đã đảm bảo cho đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ của mình trong đợt công tác lần này. Ngoài lương thực, thực phẩm thì hoa tươi, mứt Tết và các loại trái cây ở đất liền cũng được chuyển tới tận tay các chiến sĩ trên đảo để kịp trưng bày mâm ngũ quả trong dịp Tết. Nhờ đó mà nhiều chiến sĩ cũng thấy ấm lòng hơn khi lần đầu tiên ăn Tết trên đảo. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết ở ngoài đảo và cảm xúc thì cũng vui mừng và phấn khởi hơn, được sự quan tâm của lãnh đạo đảng, nhà nước. Tôi là đón một cái Tết là vui tươi, đầm ấm và an toàn và tiết kiệm hơn. Do điều kiện trên quần đảo Trường Sa còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện canh tác, tăng gia sản xuất, nên nhiều loại thực phẩm tươi sống cũng được lực lượng hải quân tiếp tế cho quân và dân trên các đảo. Ước tính có hàng ngàn phần quà Tết với đầy đủ phong vị gồm thịt lợn, thịt gà, bưởi diễn, đào cây, quất thế, miến rong, chuối đã được chuyển tới quân, dân các đảo ở Trường Sa, nhà giàn DK1. Xuân Canh Tý năm nay, quần đảo Trường Sa sẽ có một cái Tết thật sự ấm cúng và đủ đầy.